bố mẹ dẫn đi mua xe nhá. Ôi rồi sướng không? Nào chúng ta đi xem xe thôi. Bạn Tố Uyên cảm nhận khi bố mẹ bây giờ dẫn đi mua xe trong rất giờ trưa này. À. Vui không? Có vui lắm mua không? Có mẹ. Hồ bạn. Thế nhá, biết là mình mua xe gì à? Thích mua xe đạp điện nhá. Mua xe đạp điện à? Ok. Nào, đã chọn được màu gì chưa? Hả? Chưa. Thế con thử nhìn xem là con chọn màu gì. Đấy nhá, không không cho đi xe máy điện nữa mà sẽ cho đi đạp điện đấy nhá. Chọn màu đây. Chọn xe màu nào chưa? Nhá, chọn xe màu nào chưa? Đấy, đang lắp xe rồi cùng lấy xe màu này nhá. Tối chúng ta lượn đường đi chơi cuối tuần thôi. Thế là bố mua cho con gái rượu. Ôi giời ơi. Đấy nhá, hôm nay học giỏi bố mua rồi nhá, sướng chưa? Ra chuẩn bị ra thử ngồi cái xe nào. Đi nào, đứng bên cạnh cái xe nào. Đây, xe của em nhá, đắng nhá. Đấy đâu nhưng mà bố thưởng cho đấy, sướng chưa? Thấy không? Thích quá luôn nhá. Lần này không phải là đi xe của mẹ nữa, đi xe này của con luôn nhá. Vâng. Chào, cảm ơn bố chứ. Trời ơi. Sinh nhật lớn thì không phải mua quà nữa nhá. Đây, lần sau sinh nhật không phải mua quà nữa nhá. Đây là quà sinh nhật đấy. Chúc mừng sinh nhật Tố Uyên.